Rối loạn phổ tự kỷ ASD là một khuyết tật phát triển ước tính ảnh hưởng đến 1 trong 44 trẻ em ở Hoa Kỳ. Các đặc điểm của ASD khác nhau giữa các cá nhân, nhưng những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn này có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp và xã hội. Hơn nữa, khả năng học hỏi của những người mắc chứng ASD khác nhau đáng kể. Trong khi một số người mắc chứng ASD có năng khiếu về trí tuệ, những người khác cần được can thiệp đáng kể. Nghiên cứu đáng kể chỉ ra những lợi ích chính cho việc can thiệp sớm ở trẻ em được chẩn đoán mắc ASD. Do đó, việc phát triển các phương pháp chẩn đoán ASD càng sớm càng tốt là cần thiết. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Genome Biology đã phát hiện ra manh mối mới giúp chẩn đoán sớm ASD, và điều đáng ngạc nhiên là nó nằm trong nhau thai. Nhau thai là một mô phát triển trong quá trình mang thai để vận chuyển chất dinh dưỡng từ mẹ sang con và loại bỏ chất thải ra khỏi dòng máu của em bé. Di truyền phức tạp liên quan đến sự phát triển của ASD đã đặt ra những thách thức trong việc xác định các dấu ấn sinh học phổ biến đối với ASD. Đáng chú ý, nhiều biến đổi gen, bao gồm cả quá trình methyl hóa DNA, có thể được phát hiện trong nhau thai. Việc phát triển một phương pháp chẩn đoán ASD thông qua nhau thai có thể cung cấp các nguồn lực quý giá cho phép các bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể cho trẻ em. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện kết hợp giải trình tự toàn bộ bộ gen WGS và giải trình tự bisulfite toàn bộ bộ gen WGDS trên 204 mẫu nhau thai được thu thập như một phần của hai nghiên cứu đang diễn ra. Các bà mẹ tham gia nghiên cứu có ít nhất một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ và được xác định là có nguy cơ cao sinh con bị ASD. Những đứa trẻ được đánh giá toàn diện, chẩn đoán và phát triển khi được 3 tuổi. Nghiên cứu đã xác định một gen NSIP có trong nhau thai của trẻ sơ sinh cuối cùng được chẩn đoán mắc ASD. Các tác giả kết luận rằng đặc điểm của NSIP sẽ là điều cần thiết để hiểu cấu trúc di truyền của ASD và các nguy cơ di truyền của bệnh. Việc điều tra thêm để chứng thực những phát hiện này có thể xác định NSIP như một dấu ấn sinh học quan trọng của ASD có thể được xác định ngay từ khi mới sinh. Trước khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, nhận dạng NSIP trong mô nhau thai có thể đẩy nhanh đáng kể chẩn đoán ASD và cho phép thực hiện các liệu pháp can thiệp sớm cho trẻ em. Hơn nữa, là một cơ quan thường bị loại bỏ sau khi sinh, nhau thai có thể cung cấp thông tin di truyền cần thiết và kịp thời này mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho em bé. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!